Thi ca 26. Cái thấy của người chứng đạo nhất thiết duy tâm. Phiên âm: tâm cảnh minh dám vô ngại, hoát nhiên huỳnh triệt châu xa giới, vạn tượng sum la ảnh hiện chung, nhất lòa viên quang phi nội ngoại. Dịch nghĩa: gương tâm sáng rõ soi không ngăn ngại, thoát ngộ rồi thu hết thế giới hằng xa, vạn tượng sum la là ảnh hiện của tâm này, có tuệ giác trong ngoài không danh giới. Trực chỉ: trong giáo lý Phật đề cập tâm là đi vào lĩnh vực chuyên, vào chiều sâu thăm thẳm của tư duy và quán chiếu. Nói cách khác, người học Phật muốn nhận thức về tâm, thưởng thức được hương vị giải thoát của tâm, công dụng tuyệt vời, thánh thiện của tâm, người đạo sĩ phải thực hiện thiền, phải vận dụng chánh quán. Bởi vì tâm ở trong đạo Phật, nói có nhiều tên gọi, mỗi tên gọi một công dụng, một giá trị, lợi hay bất lợi, bạn hay thù. Chỉ người thực học, thực tu mới hiểu hết, hiểu kỹ từng công dụng của các thứ tâm. 1. Nhục đoàn tâm. 2. Vọng tâm. 3. Chân tâm. 4. Thường trú chân tâm. 5. Như lai viên giác diệu tâm. 6. Duyên lự tâm. 7. Bát thức tâm. 8. Tích tụ tinh yếu tâm. Tâm có nhiều tên gọi như vậy, cho nên nghiên cứu đạo Phật sơ sài, hời hợt mà bàn luận về tâm thì khó mà quán triệt vấn đề. Tâm cảnh minh chỉ cho cái tâm được loại bỏ vọng tâm, loại bỏ duyên lự tâm, những thứ tâm nghĩ ngợi lăng xăng, tạp nhạp, thứ tâm gây ra một nguyên nhân và hậu quả khổ đau cho con người. Tâm cảnh minh là Như Lai viên giác diệu tâm, là thường trú chân tâm của con người vốn có. Theo giáo lý đạo Phật, đó là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Hiện tượng vạn hữu là pháp duyên sinh, từ tâm thể đó mà ra. Nhược nhơn dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Duy tâm tạo là tâm thể bao hàm thu tóm hết vạn tượng sum la, không còn vật nào ở trong, cái gì ở ngoài nữa, cũng như sóng mòi, bọt bong bóng. Không có cái gọi là trong, là ngoài, vì là cùng loại duyên sinh trên mặt biển bao la vô tận của nước đại dương.